Chào các bạn, hôm nay mình làm món gỏi mít nha các bạn. Là mình có hôm qua mình về bên nhà em mình xin được một trái mít. Trái mít này khoảng chừng 2 kg. Khoảng chừng 2 kg, 2-3 kg gì đó. Mà mít còn non nha các bạn. Cái bao, cái hột mít nó chưa có được già nha. Mình ăn gỏi mít là mình lựa cái trái mít còn non. Mà cái bao hột của cái bao của cái hột đó, nó chưa có già. Nó già thì mình ăn nó dai mà nó nhám. Mình lựa trái non non vậy đó, lép cũng được mà nó chắc cũng được. Nó lép như vậy thì cái sơ mít nó mình ăn nó cũng ngon nha. Còn nếu mà có cái muối thì ăn cũng vẫn ngon, cũng bình thường. Trái mít này là trái mít non, này mít Thái nè các bạn. Bây giờ mít Thái hay mít mình gì cũng được, làm gỏi cũng được. Trước tiên là mình gọt, mình bỏ cái phần của cái vỏ ở ngoài. Mình sợ mủ cho nên mình xả cái này. Ăn cái này thì nó hơi cực một chút, tại vì trái mít thì nó có mủ, cho nên mình làm cách làm sao mà đừng có mủ là được rồi, hạn chế cho nó dính. Gỏi mít này ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Đó, mình gọt, mình bỏ cái vỏ xanh xanh ở ngoài. Cái này mình làm á, mũ cũng hơi dính tay chút. Dính tay thì nữa mình vô trong cái lu gạo, mình thọt tay vô lu gạo, mình lau tay cho khô. Rồi cái mũ dít dít á, mình thọt vô trong cái lu gạo đó, mình quậy quậy quậy, mình chà 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 cái chất cám của gạo á. Nó ra là nó áo ba cám đó, rồi bắt đầu cái mình phủi. Mình xe cho nó chóc ba cái lớp mũ đó đi, cái mình đi rửa là được à. Ăn cái này thì nó ngon thiệt, nhưng mà điều nó cực, nó ngán có cái là có mũ vậy nè. Nhưng mà bây giờ á, mít Thái á các bạn, người ta đâu có để nhiều. Một cây mít Thái người ta để 3-4 trái nè, mà cây đó nó đậu sai trái lắm, cho nên người ta tiễn, người ta bỏ bớt. Ai mà ở gần vườn mít Thái thì xin mít gì làm gỏi nha. Làm gỏi chua ngọt ngon lắm. Này nữa mình trộn gỏi ra, cái trộn gỏi thịt gà nha. Gà mình sẽ phai con gà ra. Rồi mít này mình cũng xé ra. Xé ra cho miếng vừa ăn á, nó cũng y như cái thịt gà. Mấy cái muối mít á nó tròn 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 tròn, nó y như là cái thịt gà ngon lắm. Các bạn nhìn thấy ngon. Nhìn mít với lại thịt gà nhìn không ra. Cái tay mình dính mũ rồi nè. Vậy đó, hơi nữa mình lau cho khô, bắt đầu mình thọt vô cái lu gạo, cái mình chà. Cái trái mít đó mà sinh về liền thì nó mủ nhiều, còn là mình sinh ngày hôm qua trên mên cũng có mủ mà nhiều nó đỡ. Cái cùi mít ăn cũng ngon nữa nha các bạn. Tại vì cái chỗ cái lõm này nó giống như là cái mua mít Thái mà nó hơi sơ đen. Rồi mình bỏ nó chút cho cái cùi mít ăn nó bùi. Cái cùi mít không phải bỏ.
cái cùi mít tơi nữa mình lột ra mình ăn nó bùi ngậy nha, nó cũng ngon nữa. Mỗi khi mình làm gỏi á, mình làm gỏi mít á, mình làm bằng mít mình, mít thường mình không à. Còn nay mình xin cái trái mít Thái này về, mà mình thấy cái sớ này á, cái sớ với cái muối nó ngắn quá. Còn cái mít của mình á, là cái trái này à, trái non non coi chừng 3-4 kg đó, là cái muối cái sớ nó bành cái gì đó. Xong rồi đó các bạn, mình dày xong rồi mình đem vô nồi mình luộc, mình bắt lên miếng nước, mình để vô chút xíu muối, bắt đầu cái mình luộc, luộc cũng mau lắm, luộc chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ là cái muối mít mà mình lấy mình sơ một cái cùi mà thấy nó mềm nó lủng, mình sơ mít mình cảm thấy nó mềm nó lủng là được rồi, mình nhấc xuống mình xé nó ra như xé phai vậy đó. Rồi xong rồi vô mình bắt nước mình luộc đó, mình để nước vô rồi mình để muối vô rồi mình bỏ mít vô, vậy là mình đậy nắp lại mình luộc nha các bạn. Mình luộc miếng mít nó chín rồi nè, mình xơm nó lủng nè, lủng mà nó mềm, mình gấp nó ra, gấp ra để nguội xe phai. Chào các bạn, nay mình nấu xong rồi đó các bạn nha, nấu xong cháo rồi đó. Mít đó mình luộc xong rồi cái mình xé ra, mình xé ra muối vừa ăn nha các bạn. Rồi bắt đầu cái mình trộn làm nước chanh, mình trộn gỏi đó, mình trộn vô. Bây giờ gà nè với lại mít nè, mít với gà nhìn không ra thấy không phân biệt được, ngon lắm. Trộn vô chua chua ngọt ngọt ăn ngon. Có ăn cái đùi không? Không. Nó cũng được nhưng mà nó không có giòn như chuối nha. Nó ngon của cái mít nhưng mà mình trộn chua chua ngọt ngọt là nó ăn là ngon. Không đi mà. Nóng quá. Có cái muỗng đó. Thổi cho nguội á. Ăn cái da con gà. Chỗ nào là da của vịt? Nãy chỗ nào mới đúng da vịt? Ăn con gà đi da này là cái da vịt. Mít nó thấm chanh ngon, ăn nó bùi bùi. Các bạn ai chịu khó làm chút nha các bạn, cỡ này mua mít đó, mít mà lợi dụng nước Thái người ta bỏ mít nhóc không, mình lại mình xin trái bự bự gì rồi mình làm mít hơi dài dài một chút cũng được, mít già một chút thì cứ